Hạt xôi màu vàng đặc trưng được nấu từ nếp cái hoa vàng. Đậu xanh được chế biến công phu từ loại đậu ruột vàng. Khi ăn thì thái đậu xanh lên trên. Còn có cả thịt xá xíu đỏ cam, thịt gà xào nấm hương, dùng kèm thịt chà bông và hành phi lưới lên trên, chút mỡ gà. Xôi xéo anh quân, món ngon của ẩm thực Hà Thành. Khi di cư vào Nam đã biến tấu và nâng tầm thành một đặc sản. Đã chinh phục thực khách Sài Gòn ngay lần thưởng thức đầu tiên, cho dù bạn là người khó tính nhất. Hãy đến với 198 xuyệt 10A, đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để được thưởng thức món xôi xéo anh quân cực ngon này. Chị là Hương Giang hả? Tên Dung Hòa Hậu. Mình đang chuẩn bị món xôi của mình hả chị? Chị đang chuẩn bị hàng để bán đây. Đây là trứng ốp la lên, xong rồi là mình cho vào kho với cả thịt. Cái món xôi của mình là có trứng ốp la nữa hả chị? Trứng chị ốp la lên, xong rồi chị cho vào kho với thịt để cho nó ngấm cái nước thịt vào cái quả trứng ấy. Ốp la xong mình rồi mới kho. Rồi kho. Ngộ quá ha. Này lạ nè. Rồi. Chị ơi. Sau khi mình ốp la xong thì cái này là nồi thịt kho hả chị? Thịt kho này giống thịt kho tàu của người miền Nam quá hả chị? Đúng rồi, cái này nó cũng là thịt kho tàu, nhưng mà thịt kho tàu của người miền Nam là người ta có nước dừa. Thì nó sẽ có cái vị nó khác với cái thịt kho tàu của người miền Bắc. Sao mình phải để cái ốp la nó úp cái mặt xuống chị? Cái mặt ở trên ấy thì mình ốp la, mình chỉ ốp lòng đào thôi mà. Thì mình cho vào đây là nó chín, bây giờ là nó vừa rồi mình cho vào, rồi mình nấu lại một thời gian nữa hả chị? Đấy, cái nồi này đang nấu luôn rồi. Cho nó thấm vào quá thôi vậy ha. Cái này lạ quá. Rồi tiếp theo là mình làm gì? Gà xào với nấm. Cái gà này gà tức xào là với nấm đông cô mình xé ra rồi đó ha, rút gà, xương ra luộc, rồi luộc sơ rồi xong mình xé. Luộc sơ, xé. Xong bây giờ mình xào với nấm đông cô hả? Hay quá ha. Em tưởng là đơn giản chứ thấy nó cũng cầu kỳ quá ha. Thì nó là đồ ăn mà, đồ ăn thì nó phải... Cái gà này là chắc cũng gà ta hả chị? Gà ta, buổi sáng chị toàn mua hàng buổi sáng hết, buổi sáng sớm dậy đi chợ. Mua gà ta, rồi mua thịt heo nóng. Nhìn cái gà này thấy cái sớt thịt là thấy nó ngon rồi nè. Thịt nó săn ha, nó không phải như thịt gà công nghiệp ha. Gà công nghiệp nó ngọt. Gà này nó ngọt lắm nè, ngọt dai nè. Chị Hương quê đâu? Chị gốc Hà Nội đấy. Chị là người Hà Nội đúng hả? Chị là người Hà Nội gốc. Vậy là đúng sở trường luôn rồi. Món xôi xéo này ở ngoài kia thì là cũng có một vùng người ta, tức là không phải ở đâu cũng là làm được xôi xéo. Hà Nội nhưng không phải đâu cũng làm được xôi xéo. Đây là nghề, từ làng nghề ra. Làng nghề. Tức là làng đó nó có cái nếp cái hoa vàng đó không chị? Đúng rồi. Không, nếp cái hoa vàng cũng không phải là của người ta trồng ra, nhưng mà là của cái làng nghề. Cái làng đó là của mấy cụ sáng tạo ra cái xôi này. Đúng rồi, đấy, các cụ sáng tạo ra cái xôi này.
Chị Giang vào thành phố Hồ Chí Minh sống lâu chưa? Chị mới vào được mấy năm thôi, cho nên là vẫn giữ được nguyên cái hương vị truyền thống của quê hương. Vậy hả? Chưa bị lai tạp cửa hàng xôi chéo anh Quân. Anh Quân là tên của ai chị? Tên của con trai. Lấy tên con trai làm thương hiệu của tôi mình ha. Vậy là mình bán ở đây được mấy năm rồi chị? Bán địa chỉ này được mấy năm rồi? Bán ở đây 3 năm. 3 năm rồi. Vậy là có cũng khách hàng cũng cố định rồi chị ha? Mối khách cố định rồi. Có sai khách. Sau khi trước ngấm rồi thì bây giờ... Cái này mình hấp trong thời gian bao lâu? Chừng nửa tiếng. Nửa tiếng là chín rồi hả? Nhanh vậy. Đủ độ chín của cái thịt tôi nó mềm. Nó giữ được độ ngọt ha. Thấy thấy chị khéo léo vệ sinh sạch sẽ quá, đúng là người phụ nữ Hà Thành rồi, tỉ mỉ khéo léo. Cái xôi xéo của mình là nó gồm tất cả hết bao nhiêu nguyên liệu hết? Xôi xéo mình đúng ra là xôi xéo thì nó chỉ là chỉ có xôi với đậu xanh và hành phi thôi. Đã là xôi xéo rồi. Cái xưa là dân lao động là người ta chỉ ăn là chỉ như vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, đúng rồi. Và thêm một chút cái trà bông nữa là sang lắm rồi. Nhưng bây giờ là ngày xưa nó chỉ là món ăn phụ buổi sáng thôi. Dạ thôi. Thì bây giờ là người ta sẽ nó được đưa vào như món ăn chính ấy. Bây giờ là nó được nâng tầm nó phải không chị ha? Thì là mình phải có thêm biến tấu thêm nhiều thịt gà này, thịt heo, thịt pate các thứ đấy vào để cho nó món ăn nó sinh động hơn. Bàn tay khéo léo của người đầu bếp á. Ủa cái này trong khi chị đang làm mấy cái món này thì cái chị đang làm là gì chị? Cái này là dưa gót để ăn kèm với xôi cho nó được. Dưa hả chị? Dưa leo á, dưa leo xong rồi mình... Miền Bắc kêu là dưa gì? Miền Bắc kêu là dưa chuột. Không, nhưng mà em mới nghe chị nói... Dưa góp. Dưa góp nghe tên cũng lạ lắm. Dưa góp, đây là người ta gọi, ở miền Bắc người ta gọi là dưa góp. Để ăn với cả xôi cho nó đỡ ngá. Hay quá ha. Nó chua chua ngọt ngọt. Cái vị này cũng về chua ngọt ha. Đây là chua chua ngọt ngọt. Nghe món xôi thôi. Tưởng là nó đơn giản, không ngờ nó là cầu kỳ như vậy luôn á. Nó nhiều nguyên liệu. Nhiều nguyên liệu lắm mà đồ của nhà chị tự làm lấy hết. Kể cả từ hành, tức phi lấy. Tức người ta bán sẵn thì cái hành phi thì người ta bán sẵn cũng rất nhiều. Nhưng mà chị không mua, bởi vì mua hành mua sẵn thì người ta hay cho thêm bột với các thứ ấy. Đúng rồi. Ăn cái hành nó không thơm. Đây là cái thứ nhất là rất là vệ sinh nè. Cái thứ hai á, chị rất là tỉ mỉ, bản chất của người phụ nữ Hà Thành luôn đó. Đồ ăn là phải sạch sẽ, vệ sinh, vệ sinh phải đặt lên hàng đầu. Còn ngon hay không còn do sự cảm nhận của khách đúng hàng rồi. Đó. Chứ... đồ ăn nó còn là phải hợp khẩu vị. Với người này có thể là ngon nhưng với chính người xác. Ăn không vừa miệng thì sẽ là không ngon. Đúng rồi. Cho nên mình bán hàng ăn thì cái tiêu chí hàng đầu đưa lên là phải sạch sẽ, vệ sinh. Chính xác. Rồi, cảm ơn chị nha. Xôi của mình là mình bán tới đâu mình bán tới đâu thì đồ tới đó. Bán tới đâu đồ. Xôi nó nóng mà nó dẻo. Vậy, ha? Sau khi mình đồ xong cái mình bỏ qua thùng giữ nhiệt. Bỏ ra thùng giữ nhiệt này để bán này cho nó thì mình đỡ phải để cái bếp đun liên tục đấy. Chị, cái xôi này là không phải là nếp thường. Đây là nếp cái hoa vàng mà nếp chỉ phải chuyển từ ngoài Bắc vô. Cái chứ không phải nếp mua trong này. Nếp này là nếp cái là hoa vàng. Cái hoa vàng của ngoài nghe Bắc. Cái tên không là đã Hà Nội rồi đó. Nếp cái hoa vàng. Chuyển từ ngoài Bắc vô chứ không phải là nếp ở trong này. Có màu vàng lạ lắm. Tức là cái màu đặc trưng của nếp cái này hả chị? Không, hay là mình không, bỏ cái này là cũng là do mình chế biến. Cũng là nếp nó chỉ như bình thường nhưng mà nó chỉ là
dẻo, nếp này nó có độ dẻo hơn các cái nếp của các cái vùng khác, dẻo nó thơm hơn các cái vùng khác. Cái hạt xôi nó này nó rất là mẩy, bóng nó mẩy. Bóng mẩy. Tức là hình như là thêm biết thì mình có cho mỡ gà phải không chị? Có, mình phải cho mỡ gà để nó tạo độ béo, độ thơm béo, của thơm. Cái xôi. Rồi, ok. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được thừa hưởng nét duyên dáng, công dung của người phụ nữ Hà Thành. Khi di cư vào Nam, chị Hương Giang mang theo sản vật của quê mình giới thiệu món xôi xéo cho thực khách Sài Gòn, được chị gìn giữ và nâng tầm các nguyên liệu. Xây dựng thương hiệu xôi xéo Anh Quân, tên người con trai yêu dấu trên mảnh đất phương Nam này, bước đầu đã thành công bởi sự tỉ mỉ, khéo léo, tinh tế từ nguyên liệu. Thịt gà được chị Giang chọn là gà ta, phần thịt chắc dai, thơm ngọt, sau khi luộc chín rút xương rồi xào qua với nấm hương. Phần xá xíu được chọn, phần thịt tươi ngon rồi tẩm ướp gia vị, hấp chín, nhìn ánh màu cam bắt mắt. Đậu xanh được chọn loại nhân không vỏ, vàng ươm, hấp chín, nén thành viên to, nhìn rất hấp dẫn, đẹp mắt. Phần pate chà bông hành phi được chị Hương chăm chút tỉ mỉ. Có cả thịt kho trứng, đặc biệt trứng gà sau khi ốp la xong rồi cho vào kho chung với thịt, thấm màu, mùi vị rất tinh tế đặc trưng. Món xôi xéo Hà Nội được nâng tầm nhiều nguyên liệu thật phong phú với tài nấu ăn khéo léo của chủ nhân xôi xéo Anh Quân. Hương vị thật đặc trưng, quyến rũ ngay lần thưởng thức đầu tiên. Cho ông chủ ông coi cái tên đó là ông biết rồi. Xin kính chào quý vị, anh chị cùng các bạn đến với kênh Sài Gòn Bây Giờ. Hiện tại là 5 giờ 30 chiều. Sài Gòn Bây Giờ đang có mặt tại đầu hẻm 198 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Là xe xôi xéo Anh Quân. Trở lại gặp chủ nhân để tìm hiểu thêm giờ bán và thưởng thức xôi quý vị nhé. Mình dọn ra lúc mấy giờ chị? Chiều đến là 4:30 là dọn ra đây. À 4:30 là mình đã có đây rồi chị ha. À chị bán đắt không? Bây giờ là có khách quen rồi nên là cũng lấy ra chị ha, đều đều ha. Đều. Mình có bán trên app nữa ha chị? Bán cả trên app rồi. Chị bán được mấy app? No ship. 4 rap, 4 app ha. Có được lên TV đấy. Quay đi nha. Cảm ơn chị Giang nha. Cảm ơn chị đã giới thiệu được một món ăn ngon, một nét văn hóa của Hà Thành đến với bà con Sài Gòn. Được thưởng thức món xôi của chị rất là ngon. Cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe, bán đắt hàng nha.
Đĩa xôi xéo thập cẩm Anh Quân nhìn trông bắt mắt, nhiều nguyên liệu tươi ngon, màu sắc. Hương thơm thì ngào ngạt, khi ăn hạt nếp thơm dẻo, béo béo của mỡ gà, phần xá xíu thơm ngon, thịt gà, nấm đông cô dậy vị, ngon, giòn, ngọt, hòa quyện cùng pate, chà bông, hành phi. Đặc biệt, bạn ăn kèm với dưa leo chua ngọt, kích thích, bạn ăn hoài, ăn mãi. Wow! Chưa bao giờ được ăn đĩa xôi ngon đến thế. Xôi xéo Anh Quân, ăn rồi nhớ mãi. Xin cảm ơn chị Hương Giang, chủ quán thương hiệu xôi xéo Anh Quân, đưa đến món ăn thật ngon, đặc sản hương vị miền Bắc xa xôi cho thực khách Sài Thành thưởng thức. Chúc chị sức khỏe, phát triển thành công. Sài Gòn Bây Giờ xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị cùng các bạn đã đồng hành cùng kênh Một Địa Chỉ Mới, Một Món Ăn Ngon. Hãy một lần ghé 198/10A Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức và chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ.